Ngày 24 tháng 2, sau kỳ nghỉ Tết Ất Mùi, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã tập trung trở lại câu lạc bộ và có buổi tập khai xuân đầu năm. Trong buổi tập đầu năm mới, các cầu thủ được ban huấn luyện cho tập nhẹ bằng bài tập tâng bóng và chạy vòng quanh sân. Hiện nay, V-League tạm nghỉ hơn một tháng để đội tuyển U23 tập trung tập luyện chuẩn bị cho U23 vòng loại châu Á. Nên phải đến ngày 12 tháng 4 năm 2015, Sông Lam Nghệ An mới bước vào vòng đấu thứ 9 tiếp đội khách Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh. Trong đợt tập trung đội tuyển U23 Việt Nam, Sông Lam Nghệ An có 4 cầu thủ được huấn luyện viên trưởng Miura gọi lên tuyển là Hồ Phúc Tịnh, Hồ Tuấn Tài, Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng. Ngay trong sáng 24 tháng 2, các cầu thủ này đã ra Hà Nội tập trung cùng đội tuyển. Mặc dù thiếu vắng đến 4 cầu thủ trụ cột được gọi lên tuyển và ngoại binh Abu Bakar xin phép đến muộn, nhưng để giữ thể lực cho các cầu thủ, ban huấn luyện vẫn quyết định tập trung đội để tập luyện một cách nghiêm túc. Từ khi được viên tế đấy thì anh em cũng có họp và được ban huấn luyện và tất cả và ban lãnh đạo là cho về nghỉ mùng 6. May là ngày còn là cũng là ngày ngày đẹp nên anh em đã ra sân. Ra sân thì trước khi ra sân thì anh em cũng có họp quyết tâm và trở lại tập luyện để chuẩn bị cho giai đoạn khốc liệt sắp tới. Anh em quyết tâm để làm gì tốt nhất cho một mùa giải 2015 này được gọi là cố gắng nhất và thành công nhất. Trong đội thì hiện tại thi đấu thì trong sân thì đội còn 3-4 cầu thủ là rất lớn tuổi, trong đó có em Minh Đức, Văn Vinh và Đình Đông là người lớn tuổi. Thì sự lắp kẹp của năm nay ấy, có cầu thủ trẻ đấy, thì anh em cũng phải nói trước là phải đoàn kết là trong sân thì phải hỗ hẹn nhau. Mình là cầu thủ lớn nên là các cầu thủ trẻ mới đó thì mình phải động viên anh em và thúc giục anh em là cố gắng để thành một cái tập thể nó đoàn kết và mạnh mẽ. Sau những chuỗi gọi là thành công thì để bước trong một cái giai đoạn nghỉ đây này thì tất cả anh em đã phải cố gắng tập luyện để chuẩn bị cho một chặng đường còn lại là cố gắng hết sức nhất để làm thế nào là đội bóng nằm vào top mà năm đội mạnh nhất. Thì từ khi là đá thì có đội Bình Dương là mình gọi là đối thủ là mình khó chơi nhất. Tất cả là ngoài nếu như mình thám vòng về cái tránh huy chương ấy thì mình cho có lẽ theo em nghĩ thì có lẽ ban lãnh đạo và ban luyện thì phải xem xét có một hai người để cùng anh em một hai cầu thủ từ nước ngoài vậy tốt để cùng anh em bước cái chặng đường còn lại. Năm mới Ất Mùi này thì em thay mặt cho toàn đội chúc tất cả anh em cổ động viên là một năm mới là mạnh khỏe và cổ vũ thật nhiệt tình cho đội bóng quê nhà. Trong thời gian hơn một tháng này, Sông Lam Nghệ An chủ yếu rèn luyện về thể lực cho các cầu thủ và luyện tập các kỹ thuật chiến thuật để các cầu thủ trẻ và ngoại binh phối hợp ăn ý hơn. Về lực lượng, Sông Lam Nghệ An cũng không có thay đổi gì sau kỳ nghỉ này. Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang có 14 điểm sau 8 vòng đấu và xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng.